Hello, chào các anh em, hy vọng tất cả mọi người vẫn sống khỏe trong cơn dịch này. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Cái chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến anh em 8 thương hiệu nước hoa mà chúng ta cần phải có trong bộ sưu tập nước hoa của mình. Tất nhiên là bên cạnh những Dior, Chanel, Gucci, Roja, Amour, Lolabo v.v. và rất nhiều những tên tuổi khác, thì với cảm nhận riêng của mình, cái cảm quan riêng của mình, thì mình cho rằng 8 thương hiệu nước hoa mình sắp giới thiệu đến cho các anh em tới đây chúng ta cũng cần phải có ở trên cái kệ này đó. Thì nếu như lần đầu xem channel của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe kênh của mình để mình có thể chia sẻ nhiều hơn những cái gì mình biết về thế giới mùi hương. Còn bây giờ anh em mình hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhá. Ok, lên đường. Nhà nước hoa đầu tiên mình muốn đến đây đó là hãng Lalique, một trong những tên tuổi hàng đầu trên thế giới về pha lê cao cấp, với những cái tác phẩm có thể gọi là về nghệ thuật, về độ trau chuốt, về độ chỉn chu đều được đánh giá rất là cao. Mình để một vài ví dụ minh họa đó về pha lê, các anh em nếu mà có điều kiện thì sắm cho vợ con. Thì cũng tương tự như thế, những cái sản phẩm nước hoa của họ, kể cả là với một cái mức giá không phải là đắt, rất là rẻ, ví dụ như cái Lye and Crinoid cực kỳ là có thể gọi là phổ biến, với Sport này, Extreme và and Crinoid, cái mùi hương của cỏ hương bài với gỗ đặc biệt rất thích hợp với các anh em nào trầm tính, điềm đạm, đều được đánh giá rất là cao, dạng kiểu best cheap fragrance ấy, mùi hương giá rẻ mà chất lượng lại niche đó. Cộng thêm với những cái tác phẩm khác của họ, ví dụ như là Lalique White đó, một cái mùi hương giữa kết hợp giữa gỗ tuyết tùng và me rất là hiếm gặp. Hoặc là họ có những cái line cao cấp về mặt hình thức, về mặt mùi hương, mình cảm thấy rằng họ làm đều có nghĩa là từ một cái tâm ấy, từ một cái kiểu như là một cái sự nghiêm túc đầu tư về mùi hương đó. Thì nếu như các anh em có thể hãy tìm hiểu thêm về hãng Lalique. Nói chung là với mình thấy là cả các cái diễn đàn bển chẳng hạn thì họ đều đánh giá rất là cao về cách làm mùi của hãng nước hoa này. Thì các anh em nếu mà có thể hãy tìm hiểu về hãng đầu tiên mình muốn giới thiệu, Lalique. Hãng nước hoa thứ hai mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là L'Occitane. Hãng này thì thật ra là có làm thêm cả về mặt mỹ phẩm, nhưng về mùi hương của họ thì mình cũng đánh giá rất là cao. Với chỉ cần một chai nước hoa này thôi thì có thể thật là nếu như mình có điều kiện mình sẽ tìm hiểu sâu thêm về hãng nước hoa này. Mặc dù vậy thì mình thấy rằng mặc dù là có cửa hàng ở Việt Nam, nhưng mà sao mình thấy là những cái sản phẩm nước hoa của hãng này, mình mấy lần mình ra các khu plaza thì đều không có quá là sẵn đó. Nhưng với Audible, đây là một chai nước hoa mùi hương vani có thể đương cự được với tất cả các mùi hương vani của hãng niche hoặc là indie nào. Với mình là như thế, nó có thể đương đầu với tất cả, không cần biết là giá đắt hay là rẻ, cái đấy thì mình không quan tâm. Nhưng với cái độ độc đáo mùi hương này thì nó có thể đương đầu được với tất cả các sản phẩm khác. Thì mình cho rằng hãng L'Occitane này rất đáng để chúng ta tìm hiểu và sở hữu, bởi vì mùi hương của nó rất là độc, không đụng hàng. Đó, hãng nước hoa thứ hai, L'Occitane. Hãng nước hoa thứ ba mình muốn giới thiệu đó là tất nhiên rồi, Banana Republic. Như mọi người đều biết thì đây là một hãng về thời trang và nước hoa là mảng, một mảng của họ mà thôi. Thì đối với cá nhân của mình đánh giá đó là mùi hương của hãng này làm mình thấy là có một cái sự đầu tư. Họ không, gần như là họ không quá là chạy theo cái xu hướng số đông, ví dụ như Eros hoặc là Dior Sauvage, mà họ làm có một cái nét riêng đó. Với cái bộ icon ví dụ như 78, 17, Tobacco and Tocabin hoặc Dark Cherry Number. Tất nhiên thì hãng nào cũng có chai này chai nọ, nhưng đối với mình thấy rằng Banana Republic cũng rất xứng đáng để chúng ta sở hữu ở trên kệ nước hoa, với cái cách làm mùi, với cái phong cách làm mùi rất là ok đó. Tiếp nữa chắc chắn rồi, đó là Guerlain. Đây là một hãng có một cái truyền thống làm mùi thì rất là lâu rồi, cùng với Chanel thì Guerlain cũng một cái lịch sử chiều dài trong ngành hương liệu nước hoa. Và có một cái đặc điểm mình thích ở hãng này đó là kể cả từ những sản phẩm giá rẻ, giá bình dân cho đến sản phẩm cao cấp thì họ đều có một cái phong cách làm mùi đều rất là
có cái tính mình không biết phải diễn tả nào, nhưng mà nếu như chúng ta hay dùng quen một cái sản phẩm đấy thì khi mà chúng ta ngửi chúng ta sẽ cảm thấy cái hồn nó rất là rõ ràng. Đó thì với Cát Lăng, bởi vì họ có một perfumer riêng, đó là Thierry Wasser, thì cũng giống như Chanel họ có Olivia Pope, những cái sắc tác phẩm của họ, những cái sản phẩm của họ đều có những cái dấu ấn riêng. Đó, chúng ta không bao giờ bị lẫn lộn. Thì nếu như chúng ta đang tìm hiểu về nhà nước hoa này thì điều đó đồng nghĩa rằng chúng ta sẽ có những cái mùi hương nó gọi là rất là xuất sắc, độc đáo và không đụng hàng, kể cả là khi chúng ta bỏ ra một cái số tiền rất là rẻ. Ví dụ như cái dòng Aqua Allegoria này chẳng hạn, với những cái tông citrus, có thật là nhiều chai đắt tiền hơn làm chưa chắc đã ngon hơn bằng được đâu. Đấy, thì mình nghĩ rằng chúng ta cũng cần phải sở hữu trên kệ. Theo nhà nước hoa thứ năm mình muốn giới thiệu đến các anh em đó là Diptyque. Đó, với hai sản phẩm này rất là, mình nghĩ rằng 90% các anh em khi mà biết đến nhà nước hoa này thì đều biết đó là Tam Đảo và Đồ Sơn. Với cái mùi hương của gỗ và một chai mùi hương hoa rất là ok, đánh mình đánh giá rất là cao về chất lượng. Ngoài ra họ có những cái chai khác, ví dụ như Tempo là mùi hắc hương rất là bá đạo. Thì bản thân nhà này thì là rất là mạnh về nến của Diptyque rất là đắt, nhưng mà về cái làm mùi của nhà Diptyque này thì mình cũng rất là ghi nhận, họ làm mùi một cái phong cách rất là riêng. Còn tất nhiên thì đến hiện tại thì mình vẫn cũng là đang tìm hiểu về nhà này thôi, chứ không phải là về chuyên sâu hẳn. Đó, thì với cái những cái cảm nhận của mình về một vài sản phẩm mình được thẩm mùi qua như Tam Đảo, Đồ Sơn, Tempo v.v. thì mình đánh giá họ làm mùi rất có một cái cá tính riêng mà rất là đáng để chúng ta bỏ thời gian, bỏ tiền bạc đó v.v.v. để tìm hiểu về nhà nước hoa này. Do vậy, nhà nước hoa thứ 5, Diptyque. Nhà nước hoa thứ 6 chắc chắn rồi. À quên, không phải chắc chắn. Sacre-Lutin. Mình không biết, thật ra là trên mạng những ông có ông thì là Sacre-Lutin, có ông thì Sacre-Lutin. Không biết là cuối cùng là như thế nào. Nhưng bỏ qua cái việc phát âm, nhưng cái người sáng lập ra hãng này, Sacre-Lutin này, ông ấy là một người rất là tài năng, phải gọi là cực kỳ tài năng, là một nhiếp ảnh gia, một nhà làm phim này, nhà trang điểm, nhà gọi là thế nào nhỉ? Ông không phải là perfumer, ông không biết pha mùi, thế nhưng ông dạng một kiểu như là sáng tạo về mùi đó, giống như kiểu là ông lên ý tưởng để mà trao đổi với các perfumer để làm ra những sản phẩm này, chứ ông không phải là người pha mùi. Vân vân vân, nói chung là ông là một người rất là đa tài, đã từng hợp tác với Dior để cho ra mắt những cái bộ sản phẩm của nhà Dior. Thì cái tinh thần chung của mùi hương của Sacre-Lutin này thì rất là hay. Thì khi mà chúng ta ngửi thì mình không biết là các anh em ngửi thế nào, nhưng đối với mình mỗi khi mình ngửi ví dụ như là Umbos Vanille này, Chigui hoặc là Santer Majuscule chẳng hạn, đấy là những cái mùi hương nó, cái thứ nhất là nó, mình không biết là anh em cảm nhận nào, nhưng đối với mình đấy là nó một cái gì đấy nó đậm chất Pháp đó, một cái gì đấy nó rất là êm đềm, nó không dữ dội, thế nhưng mà chúng ta ngửi chúng ta cảm thấy nó một cái gì đấy nó cảm giác, chúng ta cảm thấy một cái cảm giác rất là thư giãn khi mà ngửi hương, mùi hương này. Và cái nữa nó không đụng hàng với bất kỳ, đối với mình thì mình nói thật là mình chưa thấy một chai nước hoa nào giống bị đụng hàng với một chai nào gọi là dạng ý kiểu clone ấy. Đấy, thì mình đánh giá rất là cao những sản phẩm của nhà Sacre-Lutin. Do vậy anh em cố gắng nên tìm hiểu sâu thêm về nhà nước hoa này, mình đánh giá rất hay, mùi hương của nhà nước hoa này rất là hay, chúng ta thực sự là phải có ở trên kệ đó. Nhà nước hoa thứ 7 mình muốn nói đến đây đó, Comme des Garçons. Đây là một hãng thời trang được thành lập một người Nhật Bản đó, và mình thích ở chai nhà nước hoa này. Đầu tiên là về chai lọ, phải gọi là rất là lạ, nhìn cái chai này cũng thật là không giống ai cả, và những lầm mùi của họ cũng được mình ghi nhận. Ví dụ như cái chai Wonderwood này, một cái mùi của gỗ đàn hương, của trầm kết hợp cùng với nhau rất là thú vị.
Ngoài ra thì họ còn một vài, mình được gửi đâu được khoảng thêm 1-2 chai nữa thôi. Nhưng mà cái đánh giá của mình đó là mặc dù là một hãng về gọi là designer, họ không phải là mùi niche, thế nhưng mà cái cách làm mùi của họ có một cái thiên hướng nó rất là về có nghĩa là không bị chạy theo số chung. Họ làm theo một cách riêng biệt, không đụng hàng đó, có nghĩa là không bị gọi là mọi người đánh giá đó là hơi bị làm nó quá là xuề xòa, mà họ cái cách làm mùi của họ cũng rất là chất lượng. Do vậy Comme des Garçons anh em cũng nên tham khảo. Và cuối cùng, một nhà nước hoa mình đặc biệt muốn giới thiệu đến các anh em đó là Frederic Malle. Với cảm nhận của mình khi mà đã ngửi được khoảng 6-7 chai gì đấy, tầm đấy, thì về nguyên liệu thì không phải nói, nguyên liệu về cái cách blend mùi của Frederic Malle thì không thể chê vào đâu được. Với Cannon Flower, Rose, đó cũng là Portrait of Lady, vân vân, thì về nguyên liệu, về pha mùi không thể chê vào đâu được, và có thể gọi là thực sự đây là một cái hãng niche mà khi mà chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta sẽ không cảm thấy bị gọi là phí phạm số tiền mà chúng ta đã bỏ. Tất nhiên thì nhà nước hoa nào cũng thế, có chai tốt và chai không tốt. Chứ mình không nói là tất cả những cái sản phẩm này của họ đều là tốt, nhưng nếu mà chúng ta khi mà biết đúng gu của mình và chọn được đúng mùi hương thì phải nói thật là đây là một nhà nước hoa mình đánh giá gọi là xứng đáng đồng tiền chúng ta bỏ ra. Bên cạnh bây giờ rất là nhiều những cái hãng niche pha tạp làm mùi vỡ va vỡ vẩn cũng để một cái giá khét lẹt trên trời đó. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu đến cho các anh em 8 thương hiệu nước hoa mà chúng ta cần phải có trong bộ sưu tập. Đây không phải là một bảng xếp hạng đó, mình nhắc lại nhé, không phải là một bảng xếp hạng, mà đây là một gợi ý của mình đến với các anh em. Mình rất hy vọng mọi người cảm thấy như này, và hẹn gặp lại các anh em trong video sau. Bye.